Bệnh nhân nam 63 tuổi, chẩn đoán sơ bộ là một cái hội chứng cai rượu trên bệnh nhân sơ gan. Xin mời bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc. Vâng, em xin kính chào quý thầy cô, quý đồng nghiệp các đầu cầu. Sau đây em xin báo cáo bệnh nhân hội chẩn. Nhân nam 63 tuổi, nghề nghiệp lao động tự do, địa chỉ ở Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vào viện lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2021. Lý do vào viện là co giật. Bệnh sử theo lời kể người nhà, người bệnh ở nhà thường xuyên uống rượu tự mua không rõ nguồn gốc từ khoảng hơn 5 năm nay, trung bình khoảng 350 ml rượu trắng trên ngày. 2 tuần nay thì người bệnh thấy mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, số lượng rượu uống ít hơn mỗi ngày khoảng 20 ml, kèm theo xuất hiện tình trạng nói làm nhảm, thường xuyên có nghe người khác chửi bới mình, bệnh nhân ngủ ít, vã mồ hôi nhiều, run tay chân. Cách vào viện 2 giờ có xuất hiện các cơn co giật toàn thân, tím tái, sùi mép, nôn nhiều. Cơn co giật kéo dài khoảng 10 phút, được gia đình chuyển đến viện. Về tiền sử, bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, sơ gan và nghiện rượu nhiều năm. Khám lâm sàng thì vào viện thì người bệnh tiếp xúc chậm, nói làm nhảm, run tay chân, vã mồ hôi nhiều, da sạm, cùng mặc vàng nhẹ, niêm mạc hồng, không phù, mạch 120 phút, huyết áp 170/90, tim nhịp nhanh đều và không có tiếng bệnh lý. Phổi thông khí đều, khám bụng thì tuần hoàn bằng hệ dương tính, sau mạch dương tính, gan bấp mé bờ sườn, thì các cơ quan khác thì hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Về kết quả cơ lâm sàng thì vào viện xét nghiệm có bệnh bị thiếu máu nhẹ và đặc biệt tiểu cầu giảm 117, sinh hóa máu men gan tăng mà GOT 418, CPT 157, kali máu hạ 1,0, natri 135 và chỉ số bilirubin máu là 145. Ngoài ra các xét nghiệm khác thì cũng chưa gì đặc biệt ạ. Chúng em đã làm lại xét nghiệm men gan và điện giải đồ vào ngày 22 tháng 6 với kết quả như trên ạ. Người bệnh nhân được chẩn đoán tại thời điểm vào viện là hội chứng cai rượu nhân sơ gan. Về mặt điều trị thì ngày vào viện chúng em đã xử trí với diazepam 10 mg nhân 6 ống, tiêm tĩnh mạch 1 ống trong 4 giờ. Giờ đầu bọn em tiêm 2 ống tĩnh mạch kèm theo kết hợp amidazin 4 ống, tiêm bóc 2 ống trên 8 giờ. Aripiprazole kết hợp với truyền dịch muối đóng trương và đường và truyền thêm kali cho bệnh nhân. Piracetam và vitamin nhóm B liều cao. Và cùng ngày thì ban đêm bệnh nhân còn bổ sung thêm 2 liều an thần amidazin và diazepam 1 ống tiêm bóc. Các ngày tiếp theo thì em tiếp tục sử dụng an thần diazepam 2 ống tiêm sáng tối kết hợp với haloperidol như liều 2 viên ngày và truyền dịch piracetam bổ sung kali và tiếp tục vitamin. Về tình trạng hiện tại ngày thứ năm thì bệnh nhân vẫn tỉnh, tiếp xúc chậm, đỡ run tay chân, vẫn còn nói làm nhảm, hết vã mồ hôi, rồi ăn ngủ khá hơn, da niêm mạc hồng không phù, mạch huyết áp thì ổn định. Chúng em có một số câu hỏi xin ý kiến thầy cô là, thứ nhất là được xử trí hội chứng cai rượu ban đầu đã phù hợp hay chưa, và liều các thuốc an thần chúng em sử dụng thì nên dựa vào chỉ số nào cho cụ thể. Thứ hai là trong quá trình điều trị các triệu chứng loạn thần nặng thì việc sử dụng các cái chế phẩm rượu liều thấp cho bệnh nhân có cần thiết hay không. Còn số 3 là việc điều trị loạn thần và các hội chứng cai rượu trong thời điểm này có gì mới hay không ạ. Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bệnh viện Hậu Lộc. Giờ chúng tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Chi, chuyên ngành nội tiêu hóa sẽ cho ý kiến trước. Vâng, thưa thầy Việt và cũng kính thưa chào các anh chị. Bệnh nhân này thì thực ra là một cái tình trạng khá phổ biến ở không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới, tức là một bệnh nhân đã quen sử dụng rượu nhiều năm và vì một lý do nào đó người ta giảm rượu và có thể chậm chí ngừng rượu dẫn đến cái hội chứng cai rượu. Về bệnh nhân này tôi muốn hỏi là ở trên các anh chị có làm được cái định lượng albumin ở trong máu hoặc là xác định được tỷ lệ proton-albumin không ạ? Tại vì cái này rất là quan trọng trong việc mà đánh giá về chức năng gan của bệnh nhân, xem là sơ gan của bệnh nhân ở mức độ nào và liên quan đến việc cái sử dụng liều an thần của bệnh nhân ạ. Ra báo cáo thầy cô, các xét nghiệm này thì ở bệnh viện chúng em vẫn làm được, nhưng mà hiện tại bệnh nhân này em cũng chưa được chỉ định nên quên. Vâng, tại vì các bạn biết rồi, một trong những cái thang điểm mà đánh giá cái chức năng gan của bệnh nhân khi đã có sơ gan tốt nhất là thang điểm Chai-PUT và cũng sử dụng rất là phổ biến và rộng rãi, và mình phải cần phải làm đầy đủ để mình đánh giá cái mức độ sơ gan của bệnh nhân như thế nào. Thế hiện tại bây giờ với những cái thông số của các bạn cung cấp thì chưa đủ để đánh giá, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì cái chức năng gan của bệnh nhân này có vẻ là chưa ảnh hưởng nhiều lắm, có lẽ là sơ gan ở mức độ giai đoạn A thôi. Thế tuy nhiên thì bệnh nhân này khi mà vào viện thì bệnh nhân có co giật và tôi thấy sau một thời gian các bạn điều trị bệnh nhân vẫn có tiếp xúc chậm, thì các bạn cũng không nên bỏ qua những cái dấu hiệu và bệnh nhân có tổn thương về thần kinh hay không ngoài cái triệu chứng hội chứng cai rượu. Còn về cái việc mà điều trị hội chứng cai rượu cũng như liều an thần thì bác sĩ về chuyên ngành tâm thần sẽ cho các bạn ý kiến ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Chi. Thì xin mời bác sĩ Lê Công Thiện, chuyên ngành tâm thần, cho ý kiến. Dạ,
Kính thưa giáo sư Việt, kính thưa các bạn các đầu cầu. Thế là xem trên bệnh nhân này thì em nhận thấy là bệnh nhân nam giới 63 tuổi vào viện vì co giật. Bệnh nhân này có tiền sử uống rượu rất là nhiều năm, trong đó 5 năm thì uống nhiều hơn. Đợt này vì mệt do vậy nên bệnh nhân đã giảm cái liều lượng uống từ 350ml xuống còn 20. Sau khi mà giảm rượu rồi thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của mệt mỏi, run tay chân, có ảo thanh, nói các cái câu từ không liên quan. Đặc biệt là bệnh nhân đã xuất hiện cái cơn co giật toàn thân và trong cơn thì có tím tái và có sụn mép. Như vậy về mặt chuyên khoa tâm thần ở đây các bạn đã chẩn đoán là cái trạng thái cai rượu nó cũng hợp lý. Tuy nhiên cần chẩn đoán sâu hơn, tức là có biến chứng là co giật. Tuy nhiên thì về mặt lâm sàng thì chúng ta vẫn cần phải xác định một số thông tin sau. Thứ nhất là bạn có nói là bệnh nhân tiếp xúc chậm. Vậy thực tế chúng ta cần phải loại trừ bệnh nhân có rối loạn ý thức không, có rối loạn ý thức kiểu sảng hay không. Thế là một ạ. Thứ hai là trong trường hợp mà như thế này thì vẫn có thể nghĩ nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn ý thức này. Một là hội chứng cai. Thứ hai như bác sĩ Chi vừa nói thì cũng chức năng gan cũng tạm thời ổn định, tức là mình không nghĩ đến tiền hôn mê gan. Tuy nhiên là bệnh nhân này có huyết áp khá là cao, 170/90. Vậy thì trong tình huống này mình vẫn phải nghĩ đến chuyện là bệnh nhân có tai biến mạch não hay không. Về mặt lâm sàng mình cũng cần khai thác thêm nữa các yếu tố về trí nhớ, vì bệnh nhân này 63 tuổi rồi thì trên một cái nền người già thì cũng có thể là suy giảm trí nhớ theo tuổi. Tuy nhiên là cái nhóm bệnh nhân sử dụng rượu thì cái dối loạn trí nhớ, đặc biệt là cái quên thuận chiều cũng sẽ dễ có. Về mặt xét nghiệm chúng tôi nhận thấy là để chẩn đoán cai rượu thì không cần, nhưng tuy nhiên thì bệnh nhân có cơn co giật, do vậy thì như lúc trước chúng ta nói cần phải có cái thông tin về men CK. Vì khi bệnh nhân mà đã có co giật như thế này thì dễ có cái tình trạng tiêu cơ vân. Và rất nhiều bệnh nhân mà đặc biệt bệnh nhân già thì khi mà có tình trạng mà tiêu cơ vân như vậy thì rất là nguy cơ có cái suy thận cấp. Vâng, đấy là một ạ. Thứ hai là nếu như mà chỗ các bạn mà có điều kiện thì mình có thể làm chẩn đoán hình ảnh, mình một là chụp MRI hoặc là CT nếu được, để mình có thể loại trừ tìm ra nguyên nhân của nghĩ cơn co giật, tất nhiên là loại trừ đó. Và đặc biệt nữa là trên cái nhóm bệnh nhân mà uống rượu nhiều như thế này thì nguy cơ cái trí nhớ giảm, thì họ cũng lúc ngã chẳng hạn họ cũng không thể nhớ hết được, thì vẫn có một nguy cơ nữa là cái tụ máu dưới màng cứng mãn tính thì vẫn có thể có gây ra những hiện tượng như vậy. Ở đây thì các bạn có truyền đường, thế nhưng tuy nhiên thì chỗ tôi xem lại thì không thấy có cái đường máu. Vậy nhưng trên cái nhóm bệnh nhân nghiện rượu thì nguy cơ đái đường cũng rất là hay gặp, do vậy chắc là mình thiếu thông tin. Thứ hai nữa là cần có cái xét nghiệm phục vụ các bệnh lý kèm theo, thì như cô Chi cũng đã nói rồi, trên bệnh nhân nghiện rượu thì có thể có các bệnh lý như lao phổi này, hoặc rối loạn tiêu hóa, hoặc là các bệnh rối loạn về lipid máu thì mình cũng cần làm thêm. Về mặt điều trị thì cũng phải nói là bệnh viện cũng điều trị về mặt nguyên tắc là khá hợp lý. Thứ nhất là ở đây thì về mặt chuyên khoa tâm thần thì tôi xin có một ý kiến, tức là chủ yếu mình điều trị chứng thôi. Tuy nhiên là đây không được sử dụng rượu để mà điều trị trạng thái cai ạ. Với bản thân cái việc nghiện rượu nó là một tình trạng nhiễm độc mãn tính. Do vậy để khi mà bệnh nhân có hội chứng cai mà anh lại tiếp tục cho uống rượu thì khi lúc đó chúng ta phải có thể sẽ gây ra một tình trạng nhiễm độc cấp tính. Thậm chí những trường hợp nhiễm độc cấp tính thì có thể gây ra sảng do nhiễm độc ạ. Tiếp theo nữa thì về mặt tâm thần thì về mặt điều trị triệu chứng thì chủ yếu chúng ta sẽ dùng cái nhóm benzodiazepine. Cái liều có thể từ 5 đến 20mg, dĩ nhiên là liều uống hoặc tiêm. Ở bệnh nhân này thì xem chừng không có chống chỉ định đối với Xeroxen nên vẫn dùng được. Thứ hai, với thuốc chống loạn thần chúng ta chỉ sử dụng khi bệnh nhân có cái rối loạn hành vi nặng, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng loạn thần, hoặc bệnh nhân có kích động. Trong tình huống này thì cố gắng về nguyên tắc chúng ta sử dụng các cái thuốc chống loạn thần mà ít ảnh hưởng đến gan. Chủ yếu là cái nhóm mà mạch thẳng thôi. Ví dụ như nhóm haloperidol là khá được tất cả các hướng dẫn điều trị đều khuyến cáo dùng haloperidol. Liều haloperidol thì mình có thể dùng từ 5 cho đến 20mg, liều uống hoặc tiêm thì sinh khả dụng khá là tốt, do vậy uống và tiêm thì đều giống nhau. Ở đây thì các bạn cũng có sử dụng cái nhóm aminazine, clofazimine và cái ticepsin, thì trong tình huống này chúng tôi nghĩ mình không nên dùng, bởi vì hai cái nhóm này thường gây ra rất nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là thường gây hạ huyết áp tư thế này, thế rồi có thể gây ra những trầm cảm và cái thứ phát, cho nên mình không nên dùng. Ở đây các bạn điều trị nước điện giải rất tốt rồi, có hạ kali mình bù được rồi. Vitamin nhóm B ở đây các bạn dùng H5000 đi, thì mà tôi xem tra lại thì cái liều có vẻ là một ống chưa đủ đâu. Vì nó dùng vitamin thường là phải 1 đến 1,2 gram đường tiêm. Đấy. Vâng. Như vậy thì các bệnh lý chuyên khoa khác thì xin các thầy cô, các chuyên khoa cho ý kiến. Như vậy thì kết luận là trên bệnh nhân này thì phải nói cái điều trị của các bạn là khá hợp lý. Tuy nhiên thì cố gắng mình chỉnh cái liều, mình không nên dùng cái nhóm aminazine và ticepsin. Vâng, xin hết ý kiến ạ. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bác sĩ Lê Công Thiện. Còn vấn đề là trong bệnh án này có bệnh nhân, vấn đề là bệnh nhân tăng huyết áp. Huyết áp lên rất cao, 170-90 mà sao nhịp tim cũng rất nhanh, 120 lần phút mà không thấy nói gì điều trị. Sau đó cuối cùng thì bây giờ về thì lại huyết áp lại về 120-70. Các em có thể cho thêm ý kiến là ở đây như thế nào không? Vấn đề là nó tăng đột xuất lúc đó thôi hay là mình điều trị nó xuống? Dạ, mà bác có thầy là trường hợp bệnh nhân này thì nhận định thời điểm vào viện thì bệnh nhân đo với chỉ số huyết áp như vậy rồi.
Có thể là em nghĩ thường khi bệnh nhân vào viện trong trạng thái kích thích sau một cơn co giật và có tình trạng về tinh thần nó không ổn định, nó tăng. Còn khi mà thời điểm bọn em nhận định lại thì cũng chưa điều trị huyết áp cho bệnh nhân, thì bệnh nhân đưa về chỉ số bình thường. Vâng, xuống. Đúng là có những trường hợp, ví dụ người ta khó thở, cấp, người ta co giật các thứ thì có thể có cũng lên một cái cơn tăng huyết áp. Thế nhưng mà nhiều khi là vì chính cái cơn tăng huyết áp nó lại gây co giật, chứ không phải là không. Thế thành ra là cái này nếu mà mình cần theo dõi thì có thể làm một cái ôn tơ về huyết áp để xem cái biến động của nó cụ thể nó như thế nào thì tốt hơn. Chứ nhiều khi mình cứ tập trung vào các cái chuyện kia mà cái ông sơ gan cũng lơ mơ này, nhiều khi cũng không xác định được chính xác. Thứ hai nữa là ở đây còn vấn đề mà bệnh nhân cũng có cái loét dạ dày nữa, đúng không ạ? Ở trên bệnh nhân mà sơ gan này nó ra nhiều vấn đề lắm. Mình xem kỹ xem có loét dạ dày này rồi có đái tháo đường hay không, thì cái bệnh án này nó cũng chưa đầy đủ lắm. Thế thì mình chú ý một số vấn đề. Còn như là anh Thiện nói đấy, tức là cái mà người ta đã nghiện rượu rồi, bây giờ cai rượu trong trường đó, bây giờ mình sử dụng rượu liều thấp thì không nên, đúng không ạ? Cái đó trong trường đó. Vâng, xin mời chị Chi có bổ sung gì không? Dạ, bệnh nhân này thì hiện tại bây giờ thì ở trong cái tình trạng khi người ta điều trị cái ổn định cái trạng thái cai rượu này thì cũng nên nội soi dạ dày, vì một có hai cái lý do. Một là bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày trước đây. Cái điều thứ hai thì nội soi cũng là một trong cái đánh giá về bằng chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên bệnh nhân sơ gan. Cho nên tuy nhiên thì cũng chưa cần phải soi ngay lúc này, mà khi nào bệnh nhân ổn định về cái tình trạng cai rượu thì mình sẽ cho nội soi dạ dày sau. Vâng, các anh chị đúng là còn trên cái bệnh nhân mà cai rượu này, sơ gan này, còn nhiều các cái bệnh lý khác thì tốt nhất là mình nên có, khi mà tương đối ổn định rồi với các cái thuốc thì mình thăm dò thêm các cái thăm dò về dạ dày nữa để mà có cái điều trị đầy đủ hơn. Vâng, không biết anh em ở Hậu Lộc đã nắm được chưa và có câu hỏi gì không? Dạ, chúng em nắm được rồi. Em báo có thầy, em muốn xin hỏi câu thêm một câu. Vâng, là vâng. Cái việc quản lý các cái bệnh nhân sau khi điều trị xuất viện ấy, thì nên sử dụng các cái thuốc như thế nào cho phù hợp với từ kinh nghiệm của em, cũng chưa có kinh nghiệm sử dụng các thuốc này lắm. Ví dụ Sifuram và những cái phẩm xuất huyết, các chế phẩm để hỗ trợ cai rượu tại nhà cho bệnh nhân. Vâng, mời anh Thiện. Vâng, trong tình huống mà tức là sau khi mà chúng ta làm đầy đủ các xét nghiệm rồi thì mình ngoài cái việc như giáo sư Việt nói ấy, chúng ta phải quản lý các bệnh lý nền bên dưới, thì kèm theo đối với chuyên khoa tâm thần, đối với bệnh nhân mà đã có trạng thái cai rượu như thế này thì giai đoạn ở bệnh viện chúng ta điều trị trạng thái cai thôi, sau đó là chống tái sử dụng, hay đúng là chống tái nghiện. Thế chống tái nghiện thì có rất nhiều phương án. Một là mình chủ yếu là kiểm soát cái stress, những cái áp lực cuộc sống. Thứ hai là kiểm soát theo nguyên nhân gây nghiện ở cái bệnh nhân này. Bởi vì cái nguyên nhân gây nghiện là tùy từng bệnh nhân, nó sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên nó có mấy câu chuyện. Một là do yếu tố stress, thứ hai là yếu tố cuộc sống thôi. Thế đối với việc mặt điều trị bằng thuốc ấy, thì nó có mấy cái thuốc mình có thể dùng. Một là gì, điều trị các cái rối loạn tâm thần bên dưới, ví dụ bệnh nhân này có thể có trầm cảm, có thể có lo âu, thì có thể có sa sút chẳng hạn, thì mình phải điều trị. Thứ hai là sử dụng các thuốc như bạn cũng vừa nhắc đến đấy, tức là cái thuốc gây ghét sợ rượu, đó chính là disulfiram. Vâng, bản chất của cái thuốc này thì nó ức chế chuyển hóa rượu tại gan và làm cho bệnh nhân cảm giác rất khó chịu khi mà uống rượu. Thì đấy là cái hướng thứ hai. Gần đây nữa thì người ta cũng có thể, gần đây thì ý người ta hay dùng cái nantesol, tức là thuốc mà điều trị đồng vận trong ức chế đối nghịch trong cái điều trị nghiện các chất động thuốc phiện đấy, thì cũng khi dùng nantesol thì cũng có tác dụng làm giảm cái nhu cầu uống rượu. Vâng, chúng ta biết là những cái bệnh nhân cai rượu thì không phải chỉ có nước mình, họ các nước đều có hết, nằm la liệt ở các cái bến metro thứ đầy, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều trị nó cũng khó khăn. Ở đây có tôi hỏi thêm anh Thiện. Ở đây có vấn đề ảo thanh, ảo giác đấy, đúng không ạ? Thì những cái trường hợp mà bị như này nó cũng là một cái trạng thái của cái bắt đầu hoang tưởng, đúng không ạ? Thì nó mà khi có hoang tưởng thì nó lại dễ dẫn đến các cái ý tưởng, nhiều khi là tự sát nữa. Thế nên là mình có phải lưu ý gì trên các bệnh nhân này để trong cái theo dõi để cho anh em người ta lưu ý hơn? Dạ vâng. Báo cáo với thầy thì thực ra thì ở đây có hai tình huống. Một đấy là trong trạng thái cai thì bệnh nhân thường sẽ có cái rối loạn ý thức. Trong trạng thái rối loạn ý thức như thế thì bệnh nhân có thể có ảo giác, thường hay gặp nhất là ảo thanh và ảo thị. Ảo thanh hay gặp nhất là những tiếng nói ở trong đầu ra lệnh này kia. Ảo thị hay gặp nhất là ảo thị tí hon, tức là bệnh nhân ảo giác xúc giác kèm theo nữa, tức là bệnh nhân sẽ nhìn thấy da kiến rồi rắn rết ở trên tay, trên da hoặc là trước mặt. Thì đấy, khi có triệu chứng ảo giác như vậy thì bệnh nhân sẽ phản ứng nó phù hợp với nội dung ảo giác, thường là ghê sợ. Do vậy thì chính vì thế trong tình huống đó là đã có chỉ định sử dụng thuốc chống loạn thần
và hay gặp nữa, chúng ta sẽ dùng cái haloperidol. Thì cái đáp ứng đối với cái sản rượu loạn thần trong sản rượu thì điều trị bằng haloperidol rất là hiệu quả. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, anh em ở Hậu Lộc nắm được rồi ạ. Vâng, chúng ta còn ý kiến gì không? Dạ vâng, chúng em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của thầy cô và sẽ có điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân ạ. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúng ta chuyển sang cái bệnh án thứ tư của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang.